Hello anh em, xin chào quý vị và các bạn. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chặng bạc giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2018 diễn ra cuối tuần qua tại trường đua 2K Bình Dương. Và trong giải đua này, chúng ta đã tìm ra được 4 nhà vô địch chung cuộc của 4 hạng mục như Blade 110cc, MSX 125cc, Winner 150cc và Way 130cc. Ngay trên màn hình của quý vị và các bạn lúc này là những tay đua của chúng ta đang tranh tài nảy lửa, quyết liệt và đầy kinh tính. Người hâm mộ của môn đua xe thể thao tốc độ đã có được một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa vào dịp cuối tuần. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với diễn biến chính của chặng 3 với nội dung mở màn quen thuộc là Blade 110. Kết thúc hai chặng đầu, cơ hội vô địch được chia đều cho tay đua Phạm Chánh Trực và Lê Vũ Trường Giang khi cùng có 45 điểm. Trong khi đó, vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4 là cuộc cạnh tranh giữa Đoàn Đức Giang và Nguyễn Nhật Trường. Cuộc cạnh tranh cho ngôi vô địch ở hạng mục này ngày càng trở nên gay cấn hơn. Khi đua phân hạng, tay đua Nguyễn Nhật Trường xuất phát ở vị trí thứ nhất, còn Phạm Chánh Trực và Lê Vũ Trường Giang lần lượt xếp phía sau. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm cũng như sự lì lợm của mình, Phạm Chánh Trực đã có những màn bứt tốc hợp lý để kết thúc chặng 3 ở vị trí số 1, trong khi Nhật Trường về vị trí thứ 2, còn Trường Giang nắm giữ vị trí thứ 3. Như vậy, nhà vô địch của hạng mục Blade 110 của giải đua xe mô tô Việt Nam 2018 là Phạm Chánh Trực với tổng số điểm 70, hai lần về nhất và một lần về nhì chặng. Á quân thuộc về Lê Vũ Trường Giang với 58 điểm. Đoàn Đức Giang và Nguyễn Nhật Trường chia nhau hai vị trí tiếp theo với số điểm lần lượt là 45 và 36. Bây giờ em rất vui, rất mừng khi lấy được giải nhất chung cuộc. Giải nhất ra qua. Một phần nhờ sự may mắn thì cũng là tự tin do bản thân mình cố gắng vượt lên. Mà lại sự thú vị là mình giải ba vòng mình gán lấy thành tích để mình lấy chung cuộc. Lết là mình được vô sân mình chơi, không còn chơi đường phố. Với cái thành tích này em sẽ cố gắng để mình được đi thi đấu quốc tế. Tương tự như nội dung Blade, cuộc so kè ngôi vô địch ở nội dung MX 125 chỉ diễn ra giữa hai tay đua Lê Trọng Vinh và Tô Hà Đông Hiếu khi khoảng cách chỉ là 4 điểm sau hai chặng. Tuy nhiên, Tô Hà Đông Hiếu có lợi thế lớn hơn khi xuất phát ở vị trí thứ nhất, còn Trọng Vinh xuất phát ở vị trí số 6. Do đó không bất ngờ khi Tô Hà Đông Hiếu băng ngay về đích để hoàn thành cú đúp của mùa giải. Sau chặng 3 thì Tô Hà Đông Hiếu có 66 điểm, giành ngôi vô địch hạng mục MX 125, còn Lê Trọng Vinh giành ngôi Á quân với 54 điểm. Trong khi đó, Lê Phụng và Lê Vũ Tuấn Anh lần lượt về thứ 3 và về thứ 4 với số điểm tương ứng là 44 và 43 điểm. Vui sướng và hạnh phúc khi đạt được giải cao trong cuộc đua hôm nay. Đối thủ lớn nhất của em là 11 vận động viên còn lại. Để giữ được phong độ suốt 3 trận đấu vừa rồi thì em thường xuyên tập thể lực và thể dục thể thao để có được tinh thần 100% để cho cuộc đấu hôm nay. Công tác tổ chức hôm nay thì rất là chuyên nghiệp và tạo cho anh em được một cái sân chơi rất là thú vị. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang đến hạng mục của Winner 150, một trong những hạng mục mà những người hâm mộ bộ môn đua xe thể thao này rất yêu thích. Hạng mục Winner 150 cũng vậy, khi cơ hội vô địch chỉ dành cho hai tay đua Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hùng Hữu Tín khi cùng có số điểm là 45 điểm sau hai chặng. Nhưng sau phân hạng, dường như nhà vô địch đã được xác định bởi Nguyễn Tuấn Anh khi xuất phát ở vị trí thứ nhất, trong khi Lê Hùng Hữu Tín xuất phát ở vị trí thứ 5, một khoảng cách mà Lê Hùng Hữu Tín khó có thể vượt lên. Và kết quả chặng 3 phản ứng đúng điều đó khi Nguyễn Anh Tuấn băng về đích, còn Lê Hùng Hữu Tín vẫn chỉ về thứ 5 chung cuộc. Kết quả cuối cùng sau 3 chặng, Nguyễn Anh Tuấn lên ngôi vô địch với tổng điểm 70, Lê Hùng Hữu Tín hài lòng với ngôi vị Á quân của mình với 56 điểm, còn Tô Hà Đông Nghi và Nguyễn Đồng Hồ chia nhau hai vị trí thứ 3 và thứ 4 với số điểm lần lượt là 45 và 40. Này em rất là sung sướng và vui mừng. Nói chung vòng đầu tiên thì em nhất, vòng thứ hai em lấy nhì, vòng thứ ba em nhất, rồi em lấy nhất chung cuộc luôn. Nói chung ráng cố gắng tập luyện để được thành tích tốt nhất. Cái Honda tổ chức cho anh em chúng tôi được thỏa mãn đam mê và hết mùa giải rất là tốt. Em rất mong muốn được đi thi quốc tế Honda Việt Nam tổ chức. Còn ở hạng mục quê thị trường thì sao? Lê Khánh Lộc và Bùi Huy Thông là hai cái tên nổi bật bởi đây là hai tay đua đã và đang thuộc biên chế của Honda Việt Nam Racing tham gia tại đấu trường quốc tế của giải đua xe mô tô châu Á ARRC. Trước chặng 3, lợi thế đang nghiêng về Bùi Huy Thông khi có 45 điểm, hơn 9 điểm so với Lê Khánh Lộc. Dù xuất phát ở vị trí thứ nhất ở chặng cuối, nhưng Lê Khánh Lộc chỉ lật ngược được tình thế khi giành chức vô địch khi về nhất chặng. Còn Bùi Huy Thông không cán đích cao hơn vị trí thứ 3. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra, Khánh Lộc chỉ hiện thực hóa được một điều kiện và đành nhìn Duy Thông lên ngôi vô địch. Một sự rất đáng tiếc dành cho Lê Khánh Lộc. Cụ thể, sau 3 chặng, Bùi Duy Thông đứng thứ nhất và giành chức vô địch chung cuộc của mùa giải với 65 điểm. Lê Khánh Lộc giành ngôi vị Á quân với 61 điểm, còn Đoàn Trường Lợi và Huỳnh Minh Sang lần lượt xếp sau với 36 và 32 điểm.
Hiện tại tôi cảm thấy rất là vui và trong lòng thấy là rất là phấn khởi khi được đoạt được cái nhất trong cuộc của 2018 này. Mong là các bạn trẻ càng ngày càng tập luyện nhiều và đăng ký thi đấu các giải ở Việt Nam nhiều để có thể nâng cao thêm và có thể thi đấu được các giải lớn hơn. Thì cô nói thì nó nói thôi mẹ con đam mê thì mẹ cho con đi, nói thì thôi thì cho con đi, con đam mê nhưng mà đua mấy năm thôi chứ tại vì đua xe thì nó cũng nguy hiểm nên cô cũng lo vậy thôi, tại vì ở nhà có một mình nó con trai à. Thì thôi cũng cảm ơn mấy anh tại chợ rồi, nên là tại chợ thì em cũng học hỏi thêm. Em rất vui mừng ngày hôm nay em đã đạt được chiến thắng, em sẽ cố gắng mục tiêu là giải nhất chung cuộc qua năm 2019. Như vậy, Việt Nam Moto Racing Championship 2018, giải đua xe mô tô chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử đua xe thể thao Việt Nam đã chính thức khép lại, và với những tín hiệu tích cực từ sự trưởng thành của các tay đua, của đơn vị tổ chức và hy vọng rằng Honda Việt Nam, nhà tài trợ của giải đua, sẽ tìm ra những ẩn số tiềm năng để tranh tài trên trường đua quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số hình ảnh cực kỳ hấp dẫn tại chặng 3 của giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2018. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.